Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên ấn like và subscribe kênh để có thể cập nhật những tin tức về tình hình an ninh chính trị, kinh tế và đặc biệt là diễn biến về dịch COVID-19 mới nhất luôn cập nhật trên kênh của chúng tôi. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Test nhanh COVID-19 600.000 đồng mỗi lần, cha con chạy thận kiệt quệ tiền. Vụ tiêm mũi 1 AstraZeneca, mũi 2 Verocell tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia nói gì? Hơn 600 công dân Ninh Bình về quê trên chuyến tàu không đồng đặc biệt. Nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị bắt. Test nhanh COVID-19 600.000 đồng mỗi lần, cha con chạy thận kiệt quệ tiền. Mắc kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh khi đưa con đi chạy thận mùa dịch, nhiều ông bố, bà mẹ thêm lao đao khi phải gánh thêm chi phí xét nghiệm COVID-19, khó khăn chất chồng. Tiếng nữ điều dưỡng từ căn phòng chạy thận cho bệnh nhi điều trị trong ngày, đơn vị thận nhân tạo Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh vọng ra hành lang. Bên trong, nét mặt Duy bằng 15 tuổi, không cảm xúc. Em đã quá quen với cảnh này sau khi kết thúc buổi chạy thận dài gần 4 tiếng đồng hồ. Nghe tiếng bằng với gọi, anh Đoàn Minh Cường, 49 tuổi, quê Bến Tre, lật đật chạy vào trong kiểm tra tay chân con đã hết sưng phù chưa. Thấy bé tươi tỉnh, anh thở phào, rồi nhấc con thay bộ đồ bệnh nhân dạng. Cảnh tượng ấy diễn ra suốt 2 năm nay kể từ khi bằng không còn làm thẩm phân phúc mạc tại nhà được nữa, một phương pháp lọc máu có thể thực hiện tại nhà. Trước đó khi 5 tuổi, cậu bé khởi phát triệu chứng nôn ói khi ăn. Đưa con đến bệnh viện thăm khám, người ta nói trong thận của bằng có năng. Sau thời gian dài theo dõi điều trị, một ngày của 6 năm trước, bằng chính thức bước vào giai đoạn suy thận mạn nặng. Vợ không còn sống chung từ lâu, anh Cường một mình nuôi con bằng nghề buôn bán trái cây. Kể từ ngày bằng đổ bệnh, tiền người cha kiếm được đều đổ hết vào viện phí cho con. Người cha kể rằng, bé bằng có bảo hiểm nên phí chạy thận không nhiều, chỉ tốn thêm tiền thuốc men phát sinh. Nhưng liên tục như vậy thì bao nhiêu cũng hết. Nhà dưới quê có tài sản gì bán được, tôi đã đem bán rồi mượn thêm bà con bạn bè, đầu này đắp qua đầu kia. Rồi đợt bùng phát dịch thứ tư ập đến, việc di chuyển bị kiểm soát chặt. Sợ về quê trễ ngày con chạy thận, mà ở lại thì không có khả năng thuê nhà. Anh Cường gõ cửa khắp nơi và được một chủ trọ ở quận Tân Phú cho ở nhờ. Cứ vậy 3 đến 4 tháng nay, họ mắc kẹt ở thành phố Hồ Chí Minh theo cách không lường trước. Tôi đi theo chăm sóc bé nên cũng phải làm xét nghiệm. Nếu ngày thường tốn 476.000 đồng tiền test nhanh, còn rơi vào ngày thứ 7, ngoài giờ hành chính thì cha con tốn nhiều hơn. Nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Theo anh Cường, từ tháng 7 vừa qua, mỗi lần vào bệnh viện chạy thận, cả hai cha con bắt buộc phải làm xét nghiệm nhanh để sàng lọc COVID-19. Anh Cường nói giọng buồn, tổng cộng 600.000 đồng trên một lần. Hồi tháng 8 tôi cạn tiền nên bấm bụng cầm giấy ra viện của bé về quê, mượn bà con hàng xóm được 7 triệu đồng lo cho cháu. Đó là lần duy nhất tôi về nhà suốt mấy tháng nay. Rồi người đàn ông ước giá như bây giờ được giảm tiền xét nghiệm, cha con anh sẽ dễ thở hơn đôi chút. Chi phí mỗi lần điều trị còn không lo nổi, anh không dám nghĩ đến một ngày bé bằng được ghép thận. Cậu bé bằng nói với chúng tôi trước khi rảo bước cùng cha ra phía thang máy xuống mặt đất. Con sợ test COVID lắm vì rất đau, cảm giác bác sĩ chọc từ đầu mũi sâu tới cổ họng. Con muốn mau hết bệnh để không còn bị chọc mũi để được về nhà. Thấy con trai Phước Vinh 13 tuổi nằm co ro sau 4 tiếng chạy thận, chị Trần Thị Nga 49 tuổi vội chạy đến, cắm ống hút vào hộp sữa rồi chìa đến tay bé. Nhưng cậu nhóc lắc đầu, ra hiệu không uống nổi. Hôm nay, sức khỏe của Vinh hơi yếu. Vinh phát hiện suy thận mạn từ năm 2018, trái ngang thay, đó cũng là thời điểm bước vào giai đoạn cuối của bệnh. Ngày nhận tin dữ, tim chị Vinh như bị cứa thêm một nhát sâu lần thứ hai, bởi vì trước đó 4 năm, chồng chị cũng mắc bệnh tương tự. Để có tiền lo cho chồng lẫn con trai út, chị Nga nuốt nước mắt bán đi 4 công đất ruộng của hồi môn cha mẹ chồng dành tặng. Trả nợ xong, tiền cũng không cánh mà bay hết. Tháng 6 vừa rồi, khi chị Nga đang đưa bé Vinh lên thành phố Hồ Chí Minh chạy thận thì nhận tin chồng qua đời. Không kịp đau đớn, chị nuốt nước mắt trở về lo liệu ma chay. Đám tang càng thêm lạnh lẽo bởi không ai được phép đến chia buồn vì dịch bệnh. Và một tháng sau đó, mẹ con chị Nga cũng bị kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh khi địa phương siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16.
tôi phải thuê nhà trọ ở tạm, khi nào tới ngày cháu chạy thận thì đi xe ôm qua bệnh viện. Mùa dịch ngoài tiền thuốc còn phải tốn thêm tiền test COVID-19, một tháng gần 2 triệu. Có đợt cháu trở nặng và nhập viện mấy ngày thì tốn nhiều hơn. Thú thật giờ được ngày nào hay ngày đó, tôi kiệt quệ rồi. Thấy mẹ bệnh nhi suy sụp khi nhắc đến bi kịch gia đình, bác sĩ Hoàng Ngọc Quý, trưởng đơn vị thận nhân tạo đến trấn an. Ông giải thích kỹ tình trạng của cháu bé và mong người nhà giữ gìn sức khỏe, tinh thần cho cuộc chiến với bệnh tật còn rất dài về phía trước. Về phía bệnh viện sẽ tìm mọi cách giúp đỡ cho họ. Theo bác sĩ Quý, hiện đơn vị thận nhân tạo đang có khoảng 50 trẻ em suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị trong ngày. Từ đầu đợt dịch thứ tư, nơi đây đã phát hiện 10 trường hợp F0. Bệnh nhân sau đó được đưa vào khoa điều trị COVID-19, nơi có trang bị hệ thống nước RO và máy chạy thận riêng. Để đảm bảo an toàn về lây nhiễm, bệnh nhi và người nhà bắt buộc phải làm test nhanh trước khi vào chạy thận. Với những trường hợp ở trong khu phong tỏa, cách ly, có triệu chứng hoặc là tiếp xúc gần với F0 phải làm xét nghiệm PCR. Chính vì xét nghiệm liên tục, chi phí điều trị của bệnh nhân cũng tăng lên. Bác sĩ Quý chia sẻ, nếu các bé test nhanh dương tính sẽ phải làm thêm xét nghiệm real-time PCR. Thời gian chờ trả kết quả, bé không được chạy thận ngay nên có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong thời điểm đỉnh dịch, có lúc nhân viên y tế phải làm việc từ sáng đến đêm vì phải xét nghiệm, phân loại và sàng lọc bệnh. Điều này là quy trình bắt buộc trong mùa dịch để bảo vệ bệnh nhân và cũng giúp bệnh viện an toàn. Thật sự chúng tôi cũng thấy xót xa vì bình thường bệnh nhân vốn đã khó khăn. Mùa dịch công ăn việc làm không có, chi phí điều trị lại bị đội lên. Thấu hiểu nỗi khó khăn trên nên trong thời gian qua, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ chi phí cho bệnh nhi cần xét nghiệm PCR. Với xét nghiệm nhanh, về nguyên tắc bệnh nhân và thân nhân phải tự chi trả. Dù vậy, bệnh viện đã cố gắng tìm thêm các nguồn tiền ủng hộ để trao trực tiếp cho gia đình, mỗi lần từ 500 đến 1 triệu đồng. Bác sĩ Quý cho biết, mới đây đơn vị đã vận động được nhà hảo tâm tài trợ 600 que xét nghiệm nhanh COVID-19 đưa vào sử dụng miễn phí cho bệnh nhi từ ngày 4 tháng 10. Số kit test này có thể giúp hoàn cảnh tại đơn vị thận nhân tạo đỡ đi phần nào nỗi lo toan trên con đường tìm sự sống. Vụ tiêm mũi 1 AstraZeneca, mũi 2 Verocell tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia nói gì? Thưa quý vị, liên quan đến việc một nam thanh niên tên TC tại phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị tiêm sai loại vaccine Verocell dù mũi 1 đã tiêm AstraZeneca xảy ra ngày 3 tháng 10, lãnh đạo địa phương cho biết vẫn đang kiểm tra sự việc. Đơn vị hỗ trợ tiêm chủng cho điểm tiêm trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, phường Long Thạnh Mỹ và Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông tin. Hiện sức khỏe của anh C vẫn đang được theo dõi sát. Nếu không có gì bất thường, sau khoảng 3 tuần sẽ tiến hành tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca cho người này. Để tìm hiểu việc tiêm trộn vaccine sai hướng dẫn của Bộ Y tế có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người dân hay không, chúng tôi đã liên hệ với bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Khanh khẳng định việc tiêm chủng như trên dù có thể khiến người dân lo lắng nhưng gần như không bị ảnh hưởng gì. Theo bác sĩ Khanh, trên thực tế ông đã nghe một số tỉnh miền Tây xảy ra các trường hợp tương tự. Trên thế giới đã có một nước cho phép tiêm trộn hai loại vaccine AstraZeneca và Verocell là Campuchia, nước láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam. Cụ thể, từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, Campuchia đã tiến hành tiêm hai mũi vaccine Verocell của hãng Sinopharm cho người trên 18 tuổi. Đến khi xuất hiện biến chủng Delta gây bùng phát và lây lan dịch mạnh, Campuchia quyết định tiêm nhắc mũi 3 là vaccine AstraZeneca cho người dân. Việc tiêm trộn trên đã diễn ra từ tháng 8. Bác sĩ Khanh nhận định dù có tiêm trộn theo kiểu ngược lại, mũi 2 AstraZeneca, mũi 2 Verocell, thì kết quả cũng như nhau, không vấn đề gì. Chuyên gia nói nếu như cần thiết, cảm thấy lo và có khả năng, 28 ngày sau khi tiêm trộn mũi 2 như trên, có thể tiêm thêm một mũi vaccine AstraZeneca. Lý giải cho điều này, bác sĩ Khanh phân tích, mục đích của việc tiêm nhắc mũi 3 cùng loại vaccine với mũi đầu trong mốc thời gian trên là để tạo lại miễn dịch như mong muốn. Việc tiêm trộn mũi 1 AstraZeneca, mũi 2 Verocell vẫn có khả năng tạo miễn dịch nhưng không tốt bằng. Thông thường khoảng chuyển đoạn trong chích ngừa mũi 2 là 4 tuần. Đây là mốc thời gian bắt đầu một chu kỳ sinh lý miễn dịch mới để tế bào bắt đầu tiếp nhận kháng nguyên cùng loại lần thứ 2. Dù vậy, theo một số nghiên cứu, khi cần thiết việc tiêm nhắc có thể rút ngắn xuống 3 tuần.
bác sĩ Khanh chia sẻ, mục tiêu lớn nhất hiện tại là phải đạt được 2 mũi vaccine COVID-19 cho toàn dân. Nếu như không có đủ nguồn cung vaccine, Bộ Y tế nên cân nhắc cho phép tiêm trộn mũi 1 AstraZeneca và mũi 2 Verocell, sau đó tùy tình hình có thể tiêm tiếp mũi 3 khi đủ vaccine. Trước đó, như báo chí đăng tải sáng 3 tháng 10, anh TC đến điểm tiêm trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, phường Long Thạnh Mỹ để tiêm vaccine COVID-19 mũi 2. Tiêm xong, anh kiểm tra lại giấy xác nhận thì phát hiện mình bị tiêm vaccine Verocell dù mũi 1 là AstraZeneca. Người dân sau đó đã phản ánh sự việc đến trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ thì nhận được trấn an, không sao đâu và cho về nhà theo dõi. Phía lãnh đạo phường cho rằng họ chỉ có nhiệm vụ tổ chức điểm tiêm và giữ an ninh trật tự. Việc tiêm như thế nào do nhân viên y tế quyết định. Còn đại diện đơn vị hỗ trợ tiêm chủng khẳng định, việc mời người dân đến kiểm tra giấy xác nhận tiêm mũi 1, phát loa thông báo cho vào trong là do phường quản lý. Trước điểm tiêm chủng cũng có dán bảng thông báo rõ ràng loại vaccine được tiêm trong ngày. Hơn 600 công dân Ninh Bình về quê trên chuyến tàu không đồng đặc biệt. Thưa quý vị, chiều 5 tháng 10, các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất việc đón, đưa đi cách ly 603 công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Những công dân được tỉnh Ninh Bình đón về đều thuộc đối tượng ưu tiên như phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật hay trẻ em dưới 1 tuổi. Sau khi xuống ga Ninh Bình, các công dân này được lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Việc lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành khẩn trương và đã hoàn thành trong khoảng thời gian 2 tiếng khi tàu dừng bánh. Kết thúc việc lấy mẫu xét nghiệm, lượng quân đội điều hành hướng dẫn các công dân lên xe ô tô đang chờ sẵn để đến các khu cách ly tập trung như Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân Hội Nông dân tỉnh, Trung đoàn 855, trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn Cũ, khu cách ly tập trung huyện Nho Quan. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Ninh Bình, các ngành chức năng của tỉnh đã huy động gần 100 nhân lực, y tế, công an, quân đội, giao thông vận tải, tham gia làm nhiệm vụ tại ga Ninh Bình để đón 603 công dân từ vùng dịch về quê trên chuyến tàu SE12 đặc biệt. Toàn bộ chi phí đưa người về đều được tỉnh hỗ trợ miễn phí. Để chuẩn bị tốt công tác đón công dân, trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch cụ thể giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng lên đường vào miền Nam đón công dân gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 được trở về quê tránh dịch. Đây là nghĩa cử nhân văn cao đẹp của tỉnh Ninh Bình dành cho con em của quê hương xa quê. Đoàn tàu SE12 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20 phút ngày 3 tháng 10, đúng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10, tàu đến ga Ninh Bình. 603 công dân của tỉnh Ninh Bình sau thời gian dài mong ngóng, chờ đợi đã được trở về quê nhà an toàn. Chị Phạm Thị Sen cùng chồng vào Đồng Nai làm việc được 7 năm nay, cuộc sống làm công nhân khó khăn nên những năm qua chị chưa thể về quê được. Hai vợ chồng sinh được 2 người con, đứa đầu lòng mới học lớp 2. Từ khi mang thai con thứ 3, chị Sen ở nhà chăm con nhỏ, trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng. Những tháng qua, dịch COVID-19 hoành hành, cuộc sống của gia đình chị càng khó khăn hơn. Ước mơ về quê của hai vợ chồng càng xa vời. Được tỉnh Ninh Bình giúp đỡ, ba mẹ con chị có chuyến hồi hương mà trong giấc mơ chị cũng chẳng bao giờ dám mơ tới. Chị Sen tâm sự rằng, trên chuyến tàu không đồng về quê, mẹ con tôi cùng với mọi người được chăm lo chu đáo từng bữa ăn. Tình cảm của người quê vào đón, được quê hương dang rộng vòng tay khi về đến Ninh Bình khiến tôi vô cùng xúc động. Chỉ mong sao về được đến nhà, giờ thì mọi điều đều quá tốt đẹp. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình chia sẻ, để những công dân trở về từ vùng dịch phía Nam sớm ổn định cuộc sống, sau khi hoàn thành cách ly theo quy định, Sở sẽ phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát nhu cầu về học nghề, việc làm của công dân. Nếu công dân có mong muốn làm việc và sinh sống tại quê hương, thì ngành sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành những chính sách hỗ trợ phù hợp. Nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị bắt. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải, sinh năm 1965, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phong. Nguyễn Hồng Đức, sinh năm 1978, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phong.
cả hai bị can này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Được biết trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các bị can trên đã vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước. Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết, ngay khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đơn vị đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh làm rõ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Nhưng chúng tôi trước đó đã thông tin, ngày 1 tháng 10, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bình Khang. Sinh năm 1963, trú tại xã Quỳnh Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Châu. Hoàng Văn Chất sinh năm 1962, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Nguyên viên chức văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố bắt tạm giam đối với Thái Thị Lý sinh năm 1961 và Thái Doãn Hường sinh năm 1965 đều trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu về tội đưa hối lộ.